Nghe em là có cái phương pháp cái gì đấy, nội soi gì, cái dàn lạnh ấy, thì em biểu diễn cho anh xem. Bây giờ trước là em sẽ nội soi để xem là cái dàn lạnh của mình nó đang hiện trạng nó như thế nào. Rồi. Xin chào quý vị và các bạn, những cái ngày hè trời nóng như cái giai đoạn này thì cái hệ thống điều hòa trên ô tô nó cũng giống như cái hệ thống điều hòa gia đình ấy, nó rất là quan trọng. Nói chung nếu mà mất điều hòa thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải khắc phục ngay, bởi vì trời như này thì như sông hơi. Và ngày hôm nay mình lại quay trở lại cái vấn đề về sử dụng hệ thống điều hòa và vệ sinh hệ thống điều hòa. Nói chung Hà Tôm với tôi rất nhiều chương trình, từ lốp đến bảo dưỡng rồi rất là nhiều chương trình với nhau rồi. Ngày hôm nay anh lại quay lại nhờ lại cái hạ tầng của em và tư vấn cho mọi người một cái giải pháp khi mà kiểm tra cái hệ thống điều hòa trong những cái ngày mà hè nóng nức. Nắng nóng đúng không anh? Bây giờ từ đầu hè đến giờ thì cứ mỗi ngày bọn em phải trung bình làm khoảng 2-3 cái, 2-3 xe đều liên quan đến cái hệ thống điều hòa. Thế thì mà cái dịch vụ mà được làm nhiều nhất là thường nó sẽ là vệ sinh cái dàn lạnh. Thế như anh biết thì cái điều hòa của ô tô thì nó cũng giống như điều hòa nhà thôi, nó cũng có dàn lạnh rồi nó cũng có dàn nóng. Đấy, thì trước tiên thì bọn em thường là sẽ phải đo cái nhiệt độ từ cái cửa gió ra để xem là ví dụ như là nó khoảng độ 6-7 độ là ok. Đấy, nhưng mà nếu mà nó trên 6-7 độ, nó có thể 10, thậm chí có những xe lên đến 12-15 thì nó có đang gặp rất nhiều vấn đề. Thế thì thông thường mình sẽ xử lý đầu tiên là cái vệ sinh cái dàn lạnh. Tức là nếu mà kiểm tra mà tìm hiểu ra cái nguyên nhân, nếu như có thể là mất lạnh thì sẽ xử lý cái dàn lạnh trước. Đúng rồi. Còn trường hợp mà xử lý xong, nếu như nó vẫn không đạt cái đủ độ lạnh tiêu chuẩn thì mình sẽ kiểm tra tiếp về hệ thống ga, lốc và cái dàn nóng. Và thường cái dàn nóng này là cái dàn mà cũng bị chịu tác động rất là nhiều, nó ngay nằm ngay đầu xe. Đấy thì nó rất là dễ bị bụi bẩn. Thế là ví dụ như bọn em vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng cho dàn lạnh, vì dàn lạnh nó nằm ở phía trong, nó rất là nhạy cảm. Đó, thì bọn em sẽ vệ sinh lại cả cái dàn nóng cho khách luôn. Thì ngoài này chỉ nước lã thôi là được. Tức là mình sẽ kiểm tra theo phương pháp loại trừ. Trong đó anh nghĩ rằng là cái phương pháp là vệ sinh dàn lạnh là sẽ là tiết kiệm chi phí nhất. Đó. Đúng không? Đúng rồi. Còn nếu như trường hợp mà không xong được thì những cái trường hợp như khắc phục về cái việc là dàn nóng thiếu ga thì có thể là chi phí nó cao hơn. Vâng, đúng rồi, chi phí cao hơn và sẽ lâu hơn. Lâu hơn. Ví dụ như một cục lốc điều hòa một xe bình thường có thể mười mấy triệu rồi. Đấy, nhưng mà thường thì sẽ sử dụng khá là lâu thì cái cục lốc đấy nó mới có thể hỏng. Ok. Chúng ta thử với chiếc xe này. Vâng. Một chiến binh gọi là trên từng cây số của Auto Daily. Nó là một chiếc máy cày thực sự luôn. Vâng. Đấy. Thực ra là mình đánh giá khá là cao cái hệ thống điều hòa của chiếc Navara này. Vâng. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà thực sự cái làm một cái khả năng làm lạnh là mát nhanh của nó cực kỳ tốt luôn. Và cái hoạt động nó rất là ổn định. Vâng. Em thì em thấy là dòng xe Nhật mà nói chung ấy, dàn gọi là dàn điều hòa là số 1 luôn. Tuy nhiên có một cái vấn đề là nếu mà chúng ta để ý những chiếc xe Đức ấy, thì họ sẽ dùng những cái lưới lọc này. Vâng, đúng rồi. Nó chi phí nó rất cao. Đúng rồi. Nhưng thực sự nó là chất lượng. Đúng rồi. Nhưng mà ngược lại những chiếc xe ở phân khúc thấp hơn như xe này này. Vâng. Hoặc là những chiếc xe Hàn này thì những cái lọc giấy nó rất là mong manh. Vâng, chính xác ạ. Mà bây giờ cái điều kiện mà của xã hội mình nó tăng cao, cũng như là cái việc mà ô nhiễm nó nhiều ấy, thì nếu mà thực sự có điều kiện, một cái lọc giấy bình thường có thể là 100-200 ngàn gì đó, nhưng mà một cái lọc than hoạt tính thì nó có thể là khoảng độ gấp đôi, ngân sách là gấp đôi. Thực ra cái hạng mục mà chia sẻ về cái lọc này, đúng là lúc đầu là anh bảo thôi không phải nói. Vâng. Bởi vì sao nó giống bán hàng quá. Dạ. Nhưng thôi, bởi vì là dù sao thì có sao thì mình nói vậy thì bằng những cái này. Đúng rồi. Đây là cái lọc mà theo xe đây, mình tháo ra này, nó sẽ có những cái con gì đây này. Côn trùng này, lá cây. Đây là lọc xe Đức này. Lọc của con lọc xe Đức. Chúng ta có thể nhìn. Đây là lọc cũng có một chút than hoạt tính mà loại bình thường thôi. Loại bình thường của con xe Đức. Tức là cái gió lạnh này. Vâng. Nó sẽ qua từ dàn lạnh ra đúng không? Nó qua hệ thống quạt. Nó qua lọc trước qua xong lọc. Vâng, xong rồi mới qua quạt. Vâng, quạt rồi mới bắt đầu mới mình hít. Đúng rồi. Cho nên cái này là cái bước chặn cực kỳ quan trọng. Chính xác. Mình hít cái gì thì cái này đây. Chính xác. Một là bên ngoài nó có quá nhiều bụi mịn này. Bây giờ nó có những cái tác nhân mà liên quan đến gây dị ứng này hay là côn trùng này nọ này. Đây luồng khí nó qua đây. Mình hít thì mình hít phía sau nó. Chính xác. Đấy, còn nếu mà nó bẩn thì mình hít tất cả những thứ bẩn. Đúng rồi. Okay. Đấy. Thế còn đây là một cái lọc mà than hoạt tính, anh có thể nhìn thấy là nó trông nó rất là kiểu chắc chắn. Đây. Đấy, cái này chỉ xuất hiện ở mấy con dòng xe sang thôi. Ngày xưa như cái dòng khẩu trang N niếc gì nhỉ? Vâng. Gì tiêu chuẩn đấy. Vâng. Cháy hàng đấy. Dạ. Đấy. Đấy, thế còn bây giờ thì nó sinh ra cái loại lọc nó gọi là FB. Lọc FB nữa thì con này là con hiện tại là đang lọc được tất cả các thể loại bụi mịn. Và gần như 99% tất cả những gì mà gây hại cho sức khỏe hay là dị ứng này nọ các thứ này nọ là nó lọc được hết.
Đấy. Anh nghĩ là trên xe Đức thì cái này là tiêu chuẩn này. Vâng. Đúng chưa? Đúng rồi, cái này tiêu chuẩn này. Cái này nếu mà than hoạt tính thì chắc nó phải gấp đôi này. Vâng, đúng rồi, cái này gấp đôi lên. Thì cái thằng này cao nhất nó phải gấp đôi. Cái này phải tầm đâu đấy một giá con này chắc phải lo lanh quanh khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu. 1 triệu mấy đến 2 triệu. Đấy, tức là nó cũng như ở khách sạn 1 sao, 2, 3 sao, 5 sao thôi. Vâng, tùy theo tiền nào thì dạ đúng rồi. Sẽ chọn được. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ thực hiện luôn cái bước kiểm tra và vệ sinh cái dàn lạnh. Dạ vâng, ok. Nghe em là có cái phương pháp cái gì đấy, nội soi gì cái dàn lạnh như thì em biểu diễn cho anh xem. Bây giờ trước là em sẽ nội soi để xem là cái dàn lạnh của mình nó đang hiện trạng nó như thế nào. Rồi. Đó, sau đó là mình sẽ bắt đầu dùng cái dung dịch. Đây, dung dịch. Dung dịch của bên em đang dùng là của hãng BG của Mỹ. Đó, made in USA luôn. Rồi. Đấy, thì mình sẽ dùng cái dung dịch này để mình gọi là mình phun lên cái bề mặt của dàn lạnh. Đó, để sau đó là mình sẽ để một lúc để cho cái dung dịch đấy cộng với cả những cái bật ở trên cái dàn lạnh nó tan ra và sau đó là mình sẽ rửa sạch. Đó. Sau một tuần trà, anh vẫn thích cái hạ tầng bên này là có cái phòng lạnh để ngồi mùa này. Ngồi đến mấy giờ cũng được. Các bạn kỹ thuật viên làm xong rồi khoảng mất khoảng 20 phút nhỉ? Tầm đấy anh, khoảng 20 phút đấy. Đây là cái nước vệ sinh sau đúng không? Nhưng mà xe mình có khuyết điểm là hơi sạch. Nếu như em để ý các cái chương trình mà anh đã qua đây làm hoặc qua rất nhiều bên để làm ấy, thì gần như là tất cả các xe anh đều làm định kỳ. Tức là mình chỉ nguyên cái việc là rửa xe cũng vậy, nó chỉ cần không cần quá chăm mà chỉ cần định kỳ đúng cách. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác anh ạ. Ô tô em thấy là mọi thứ nên theo kiểu định kỳ là hợp lý nhất. Ok, thế bây giờ câu chuyện trở nên rất là đơn giản thôi. Vâng. Anh cùng với cả cái xe này là thường hay đi sản xuất. Vâng. Thời gian sử dụng thì rất nhiều, tức là cái tỷ lệ sử dụng rất nhiều. Vâng. Mà nhất là trong những cái ngày nắng nóng tiếp theo thì anh cũng sẽ đi, sẽ phản hồi lại em. Dạ. Nhưng anh nghĩ là anh đã sử dụng tất cả những cái dịch vụ bên này rồi. Vâng. Mình làm nó đều mang có tính logic và có tính kỹ thuật cao. Vâng. Cho nên là hy vọng là sẽ có một cái kết quả tốt để phản hồi tới em. Dạ vâng. Ok anh. Nhất nhất trí. Dạ. Còn dạ, điều hòa của Navara thì anh yêu nó lắm. Thật sự luôn. Lọc là em cũng thay rồi. Cũng thay luôn. Vâng, thay rồi. Để cho mình ngồi ở trong nó kiểu nó fresh hơn. Dạ. Riêng cái lọc ấy thì kể cả mỗi lần tất cả xe dùng mỗi lần mà mình thay cái lọc tốt ấy. Vâng. Thì mình đều cảm nhận rất rõ. Dạ. Với những người mà thường có cái xu hướng giữ gìn cái khoang xe nó sạch. Vâng. Đó thì sẽ cảm nhận rất là rõ. Dạ. Giống như mùi người mình ấy nhỉ. Ok. Dạ. Thank you em nhiều nhá. Vâng.